Thưa quý vị, trong bất kỳ một xã hội nào thì giáo dục vẫn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Một xã hội phát triển, văn minh luôn đi đôi với một nền giáo dục tốt. Chính vì vậy mà tất cả mọi người trong xã hội đều mong muốn xây dựng được một nền giáo dục tiên tiến. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe diễn đàn tự do dành cho tất cả mọi người nhân ngày khai trường. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đại diện chi đoàn thanh niên, kính thưa đại diện chi hội phụ nữ, kính thưa đại diện công đoàn thành phố, có thì đọc, không có thì thôi. Tôi rất lấy làm lưu luyến trước sứ quán nào này đi không báo trước à, trước sự quan tâm của quý vị với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường. Nói đến nhà trường là nói tội ban giám hiệu, tội giáo viên, tội học sinh. Trời ơi, sao nhiều tội quá. Tội là tới đó, tới giáo viên, tới học sinh, tới bảng đen phân tranh, tới căng tin, tới nước đá. Thiếu một trong những thứ ấy, nhà trường không thể gọi là nhà trường được. Tại sao nhà trường lại quan trọng hơn nhà máy? Máy là máy à. Bởi vì nhà trường sản xuất ra học sinh, còn nhà máy không sản xuất ra em nào cả. Cái này hay, đề nghị hội trường chúng ta hoan hô. Trước khi dứt lời, xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị phụ huynh học sinh, và đặc biệt cho gửi lời thăm hỏi tới má của các cháu. Mà dân số
thế giới 5 năm nữa là bao nhiêu? 10 tỷ người. 10 tỷ người là như thế nào? Quý vị có biết không? Quý vị biết không? Tôi không biết. Tôi đọc báo tôi biết. Bởi vậy cho nên cái vấn đề mà tôi đặt ra ở đây mà chúng ta cần phải quán triệt thật sâu sắc để lo cái vấn đề giải quyết lương thực. Phải. Bởi vì chúng ta là người ta mà chúng ta bỏ chó thôi. Câu bò gì sao mà làm quả biết mệt, tôi biết nghĩ. Mà nếu nghĩ thì làm sao mà đầy đủ lương thực cung cấp lúa gạo cho dân ta dùng. Ấy là tôi nói dân ta là ăn lúa gạo đó, chứ tôi cũng không biết dân nước ta ăn cái gì. À, lúa mì, bơ, sữa, vân vân. Thế thì đó là một cái vấn đề, và theo tôi là một cái vấn đề rất khó. Khó lắm. Rất khó. Vì vậy cho nên cái vấn đề mà tôi đưa ra ở đây là một khi không giải quyết được vấn đề lương thực thì làm sao mà giải quyết được vấn đề giáo dục. Giáo dục cái gì? Kế hoạch của gia đình toàn cầu. Xin lỗi, tôi không nói vấn đề này cho những người 5-10 con muộn rồi, cho thành phần cán bộ công nhân viên ư đã trễ, hay là cho thành phần sinh viên học sinh không còn kịp nữa. Thế thì cái vấn đề giáo dục ở đây là chúng ta phải làm sao quán triệt thật sâu sắc. Chúng ta phải giáo dục các em từ lớp mẫu giáo. Giáo dục cái gì? Làm cho các em mẫu giáo biết một cách sâu sắc được như thế nào là mại dâm. Rồi à, ma túy. Bởi vì mại dâm và ma túy là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn tiêu cực xã hội, bệnh SIDA. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa tất cả quý vị quan khách, tôi rất lấy làm vinh dự được tham dự cái buổi khai trường hôm nay. Đầu tiên tôi xin nói một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là vấn đề học ngoại ngữ. Tại sao chúng ta phải học ngoại ngữ? Bởi vì học ngoại ngữ nó rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào tôi xin kể cho quý vị nghe. Tôi có một cô cháu gái, một hôm tôi ấy đến thăm tôi mà cái chiếc áo bốn tôi in cái chữ lâu rồi mẹ. Tôi mới hỏi, cháu ơi, cháu có hiểu lâu của mẹ là gì không? Thì cháu nói rằng, thưa bạn, cháu không hiểu. Tôi nói, chết rồi, lâu của mẹ cũng nghĩa là hãy yêu em đi. Mà cháu là một người con gái Việt Nam, đoan trang, quỳ mịn, dịu dàng, mà lại đi quán sinh tình yêu của một anh con trai. Bảo rằng, anh ơi, hãy lâu của mẹ em đi. Như thế là không đúng, cho nên chúng ta phải dạy ngoại ngữ để cho tất cả các em học sinh, nhất là các em học sinh nữa hiểu như thế nào là lâu của mẹ. Kính thưa quý đại biểu, tôi đã từng đi các nước nên tôi biết. Ở nước ngoài người ta dạy cho học sinh môn nào cũng toàn bằng tiếng nước ngoài. Ở bên Pháp người ta dạy toàn bằng tiếng Pháp. Ở bên Đức người ta dạy toàn bằng tiếng Đức. Ở bên Anh người ta dạy toàn bằng tiếng Anh. Ở bên Anh tiếng Anh nó phổ cập đến cái mức mà tất cả những người ăn xin đều nói toàn bằng tiếng Anh. Kính thưa quý đại biểu, còn có một vấn đề nữa tôi muốn nói ở đây là trong năm vừa qua tôi nghe các em học sinh than vãn rằng, thầy ơi, chương trình năm tới nó rất là khó, các em sợ rằng không lên nổi lớp khác. Tôi xin thưa với các em rằng, các em cứ thử học giờ xem các em có bị ở lại lớp không. Xin thưa rằng lên lớp tốt,
Bởi vì nếu như các em ở lại lớp thì tập thể giáo viên chúng tôi sẽ bị mất điểm thi đua, nhà trường sẽ bị mất điểm thi đua, chúng tôi sẽ bị ở trên khiển trách, cho nên do đó chúng tôi buộc lòng sẽ cho tất cả các em lên lớp tụ lót. Cho nên các em cứ học ta, lên lớp ta, tốt nghiệp ta, làm việc ta, và các em sẽ trở thành một cái người chủ ta trong một cái đất nước ta. Kính thưa các thầy cô trong ban giám hiệu, con xin đại diện cho học sinh khỏi lớp 3 xin được phát biểu nhân ngày khai trường. Trong năm học vừa qua, con đã cố gắng học thật giỏi, học sinh xuất sắc khỏi lớp 2, được lên lớp 3, được hưởng học bổng, đặc biệt được thầy cô quyết định tập trung bồi dưỡng suốt 3 tháng hè. Suốt 3 tháng hè, con toàn được học, không có thì giờ đi chơi. Con cảm ơn thầy giáo dạy toán đã kèm cặp cho con 1 giờ buổi sáng. Con cảm ơn cô giáo dạy văn đã kèm cặp cho con 1 giờ buổi chiều. Con cảm ơn cô giáo dạy vi tính kèm cặp cho con 3 giờ buổi tối. Con cảm ơn cô giáo dạy ánh văn kèm cặp cho con giờ ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều. Con cảm ơn thầy giáo dạy thể dục kèm cặp cho con từ 10 giờ rưỡi đêm đến 12 giờ khuya. Và trong suốt 3 tháng hè vừa qua, con đã đạt được thành tích xuất sắc, tăng 4 độ rưỡi. Sang năm học mới, con rất hạnh diện được trở thành một người đàn ông. Ông nội con tưởng con là hàng xóm của ông nội. Mùa hè năm sau, chúng con có nguyện vọng, chúng con không muốn bồi dưỡng 3 tháng hè. Chúng con muốn được câu cá, chúng con muốn được chèo ghe, chúng con muốn được bơi lội. Chúng con muốn được là chảo của ông nội, chứ không phải bàn của ông nội. Giống y như trong bài thơ mùa hè của em cô giáo dạy văn dạy cho con, chứ không phải là bài hát xa rồi tuổi thơ. Thưa quý vị đại biểu, tôi không phải là đại biểu, nhưng anh ba với chị bảy anh chỉ kêu tôi lên phát biểu thì tôi cũng lên, tôi không lên sợ anh chị buồn, cho nên tôi lên đây chứ thiệt ra tôi cũng không biết nói gì. Tôi thấy là không lẽ lỡ lên đây rồi không nói gì đi xuống liền cũng kỳ, cho nên tôi cũng ráng tôi nói, nhưng thiệt ra tôi cũng đâu biết nói gì. Mà nó lỡ lên là không lẽ là anh chị kêu mình lên rồi không nói gì hết, anh chị cũng buồn, nghĩ là mình không có tôn trọng, quý trọng anh chị, không nghe lời, cho nên mình cũng phải ráng nói, nhưng thiệt ra tôi cũng chưa biết nói gì. Thôi thì đã lỡ lên đây rồi tôi cũng xin nói, chứ không lẽ lên đây rồi không nói gì trơn, tự nhiên cái cúi đầu chào đi xuống chắc ta tưởng mình man man khùng khùng gì cũng kỳ. Thì tôi cũng ráng nói, nhưng thiệt ra tôi cũng biết nói gì. Thì tôi thấy chứ cái vị đại biểu gì lúc đầu nó kế hoạch quá gia đình gì, tôi thấy cái đó cũng tôi cũng không có nhất trí đâu, mà điều tôi cũng dám nói. Bởi vì sao? Kế hoạch quá gia đình hết thì nhà nào cũng một con hai con, một con hai con rồi. Thôi tôi thấy thí dụ của gia đình tôi đi, gia đình tôi út đẹp thứ 16. Thì thí dụ hồi đó má tôi đã kế hoạch quá gia đình đi, thì có hai người đầu cái rồi còn nhiều cái vắng bóng hết trơn như vậy. Tôi hỏi chứ nhân tài đất nước nó mai một biết bao nhiêu. Một gia đình mà còn mất như vậy rồi nhiều gia đình cộng lại, tức là một số nhân tài đáng kể của nhân loại sẽ không được ra đời đó. Thì tôi thấy cái chuyện đó tôi cũng suy nghĩ lung tung vậy thôi, chứ thiệt ra tôi cũng chưa biết nói gì. Tôi thấy là cái vấn đề giáo dục gì đó tôi thấy có lẽ liên quan đến vấn đề học tập của các em.
tôi đọc báo, xem đài, xem tivi thì tôi thấy như thế này. Thành thị thì bỏ học kiểu thành thị, kiểu như mê trò chơi điện tử, rồi đua xe tốc độ, rồi bồ đà, rồi ma túy, rồi ôi cái gì đó. Nói chung gia đình cũng khá giả, mà rốt cuộc rồi cũng không đi học được, cũng phải bỏ là vì mê những thứ ăn chơi. Còn ở nông thôn á thì không biết sao mà bây giờ thiên tai lũ lụt nó thường xuyên. Hồi đó năm thình bão lụt, rồi mấy chục năm sau mới có một con lụt nữa. Còn bây giờ mỗi năm nó mỗi lụt, mà không những ở miền Tây mà còn miền Trung, miền Bắc, khắp nơi. Trường học thì có khi nước lũ cuốn trôi đi, muốn đi học bàn ghế không còn để mà học. Rồi nhiều người làm ăn mất mùa, thất bát, không có đủ tiền. Các em nó phải nghỉ học, phải thôi học. Mà tôi thấy ở thành phố có cái trường phục hồi chức năng dành cho các em bại não. Người ta ráng dạy cho các em không có biết cái gì hết, cho nó hiểu ra, nó biết, nó ra dấu, nó đói là sao, nó ăn là như thế nào. Còn các em nghỉ học, tôi nằm đêm tôi suy nghĩ. Các em nó lành lặn, trí óc thông minh đầy đủ. Và ông bà chúng ta nói, ngọc kia chẳng giũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Các em đâu biết đâu, trong số các em nghỉ học có em là nhân tài của đất nước, có thật sự có đầu óc, có kiến thức mà học hành đàng hoàng, thì bước vào thế kỷ sau trở thành những nhà bác học cùng sách dạy cùng thế giới. Và các em nó không được học thì các em nó sẽ không phát triển được tài năng. Cho nên để ngăn chặn tình trạng nghỉ học thì lại ngay, trách nhiệm đó không phải là của tôi, của tất cả quý vị các bạn có mặt ngồi đây này, cũng như của toàn xã hội. Chúng ta phải làm sao, phải làm thế nào để cho tất cả các em có tiền đủ để mà ăn học đến nơi, đến chốn, thành tài. Còn bằng cách nào mà đủ tiền cho các em để ăn học thì ai biết. Em xin hỏi giới thiệu đương kim hoa hậu, cũng là cựu học sinh của nhà trường, hôm nay trở về thăm lại trường xưa. Kính thưa quý vị, đó là người đẹp Miss Vô Tư.
Em biết nói gì. Điểm Trang kính chào các thầy cô trong ban giám hiệu. Điểm Trang kính chào các thầy cô đã từng dạy và chưa từng dạy Điểm Trang. Em rất là xúc động được trở lại mái trường xưa yêu dấu. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thầy đó trường đây mà bạn cũ đâu rồi? Tuy rất xúc động nhưng em cũng rất tự hào được trở lại trường với tư cách là một nhà bảo trợ. Mỗi tháng em sẽ cung cấp cho nhà trường 1.000.000 đồng tiền ăn sáng cho toàn trường. Làm được như vậy em cảm ơn thầy cô. Chính nhờ thầy cô em mới được có điểm. Nói lớn lớn lên chứ không có nghe. Chính nhờ thầy. Làm ơn nói lớn lớn lên chứ không có nghe. Chính nhờ thầy. Cô ơi, cô ráng nói lớn lớn lên cho tụi. Hoa hậu đừng có nói lớn nữa bà. Chính nhờ thầy cô đã cho em kiến thức, giúp em trở thành người tốt trong xã hội. Thầy cô thân mến, kể từ ngày em bỏ học, kể từ ngày em rời xa ghế nhà trường, em đã quyết tâm khẳng định mình và em đã được đăng quang trong một kỳ thi hoa hậu. Em cảm ơn thầy cô. Sẵn đây em sẽ được thông báo một tin vui. Hiện nay em đã được trở thành một người mẫu độc quyền cho một hãng mỹ phẩm nổi tiếng. Em cảm ơn thầy cô. Chính vì trở thành một người mẫu nổi tiếng, em mới có dịp được làm quen với một doanh nhân nước ngoài. Không biết nói những gì. Em cảm ơn thầy cô. Vậy mà anh ấy lại ngỏ lời cầu hôn với em. Em ngạc nhiên quá, em bảo phải để cho em có thời gian suy nghĩ. Và sau 9 tháng 10 ngày đấu tranh tư tưởng bằng tất cả vốn liếng sinh ngữ mà cô giáo dạy anh Dân đã truyền đạt cho em mà em đã nắm bắt được, em đã dứt khoát, em nói thẳng vào mặt anh ấy rằng yes. Em cảm ơn thầy cô. Thế là chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, em sẽ phải theo chồng về xứ lạ. Em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ còn được đi cầu tre nhỏ. Em sẽ không bao giờ được cầm nón lá nghiêng che. Em sẽ không bao giờ được ăn chùm khế ngọt. Em sẽ không bao giờ được nhìn thấy quê hương xứ sở. Em cảm ơn thầy cô. Xin lỗi, em có phone. Alo. Alo. Quê. Sao mà sao mà chết đồ chết đồ chết đồ chết đồ. C'est pas là? Mais yo. Ouais. Si. Anh gọi em. Anh biểu em chưa nay ăn cơm chưa? A new world. Em cảm ơn thầy cô.
Em lộn, cái này phải cảm ơn ảnh. Trời ơi, lạc đề rồi cô ơi, lạc đề rồi, chết tôi rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Các em học sinh thân mến, chị muốn khuyên các em một điều. Các em đừng lo sợ, các em phải cố gắng học tập thật giỏi, thật chăm, thật ngoan. Đừng có bao giờ nản chí. Thi gớt học kỳ này thì gán mà học cho được, để thi cho bằng được học kỳ sau. Như chị nè, trời nhỏ thì lại quá trời luôn, đâu có sao đâu. Cái điều quan trọng là mình phải hết sức kiên trì. Còn một điều nữa, quan trọng hay không nó không phải là hai cái học kỳ, mà là ba cái dòng. Dòng 1, dòng 2, dòng 3. Nữ sinh chú ý, các em đừng lo sợ, bởi các cuộc thi hoa hậu ở nước ta thì nhiều không sao kể xiết.